Mẫu đèn này có tên gọi là đèn pha màu phòng khách gia đình sang trọng. Nó còn phù hợp để mọi người mua trang trí cho những cái sảnh nhà hàng, những cái sảnh khách sạn, nhà hàng tiệc cưới năm sao. Đèn được thiết kế rất là gọn để mọi người có thể dễ dàng treo, hoặc là mọi người có thể để ở dưới nền đất như thế này để nó pha màu lên những cái bức tường hoặc những cái bức tranh rất là đẹp. Đây là một mẫu đèn được sử dụng bóng led 7 màu nên nó rất là tiết kiệm điện và rất là bền. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty BH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.